Thưa quý vị, lúc 8 giờ 30 phút ngày hôm qua ngày 7 tháng 2, người dân phát hiện nhà dân tại địa chỉ số 353 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, do ông Thạch Sanh làm chủ bốc cháy dữ dội. Căn nhà nằm sâu trong kiệt hẻm nhỏ có nguy cơ cháy lan sang khu công trình lân cận và các hộ dân xung quanh, nên người dân đã điện cho lực lượng chữa cháy 114. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận Sơn Trà đã điều động cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường. Ngay khi đến hiện trường, công tác triển khai của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đây là nhà tạm có nhiều đồ dùng sinh hoạt dễ cháy khiến cho đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc. Tuy nhiên sau 5 phút đồng hồ đám cháy đã được khống chế, thiệt hại vụ cháy đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.